thử hai thì chưa? Dạ. Giờ bác không biết gì không? Không biết. Cái đó là mấy cái mạch máu, gió cái mạch máu bệnh giờ á, ngay cửa là này anh bằng anh thả thâu luôn. Thâu dạ, rồi anh về anh chọn cái hình nào đẹp nhất. Nó dễ hơn. Đây con này. Nhiều lần rồi.